Vừa nghĩ trong đầu xong tự dưng cái quên. Thế chán thế. Cái gì nhỉ? Đây mọi người ơi, Hà về cái này, cái chai này ấy là cái dầu dầu xả nhá. Đây. Đây mọi người ơi, cái chai này là cái chai dầu xả nhá mọi người nha, dầu xả của Hu nhá mọi người nhá. Và ở đây thì lần đợt trước Hà về ấy, Hà đã có về một cái chai dầu gội nha mọi người nha. Thì bữa hôm ấy Hà có nói với mọi người rồi. Hôm đó Hà cũng nói với mọi người, mọi người nhìn thấy hai cái chai nó khác màu nhau không mọi người? Nhưng mà nó size của nó thì nó cùng bằng size luôn nha. Một cái chai này nó là 330 ml nha mọi người nha. Cái này nó là dòng của Hu nha mọi người nha, Hu Spa nha mọi người. Thì cái này nó là cái đầu gội bữa hôm ấy thì Hà có nói với mọi người rồi, cái này nó là cái chai mà nó không có cái hộp này, bởi vì là tách set ra bán cho nên đâm ra là cái chai nó không có, nhưng cái này thì nó có nhá. Thì là cái chai xả này, cái chai này bữa hôm ấy thì Hà nói Hà sale cho Hà cũng bán, Hà nói sale cho mọi người cái này đó là cũng bằng với cái đầu Rio kia là 30 23 đồng một chai nhá, 25 đồng Hà sale 23 đồng nhá. Nhưng mà cái chai dầu xả này nhá mọi người nhá là 25 đồng một chai nhá mọi người nhá. Mọi người nếu mà mọi người thích thì mọi người nên dùng thử qua cái này. Cái này á, cái dầu gội Hu này á mọi người biết không, nó có trị rụng tóc, nhưng mà cái chính của nó tức là nó chuyên dùng cho những cái tóc mà giống như là mình gội nè, mình uốn nè, mình nhuộm nhiều nè, những cái tóc mà bị khô sơ hư tổn này của nó là nhiều nhất, là nhiều nhất. Một chai xả 25, ok trân châu. Cái chai xả này thật sự full size này không có hàng lấy, chị nói thật luôn là chị về hả, chị về được ít chai mà em biết không, khi mà họ ship ấy thì nó nằm ở những cái thùng họ xếp, giống như là họ xếp ấy thì cái chỗ nào trống người ta nhét nhét chết vô. Mà thật sự là nói nha, là nó về nó cũng chưa có về hết luôn, bây giờ cũng mới nhận được mấy chai thôi. Mọi người thích mọi người lấy đi, cái này mà xả nha, nó thật Hà nói thật mọi người, mà xài cái dầu này mà dầu gội dầu xả thì mọi người xài nó chẳng những mọi người phê mà còn thích nó đó. Nhưng mà cái dầu dầu xả này thì là phải bán 25 đồng nhá, chị cảm ơn Châu nhá. Xài thích lắm mọi người, tóc mà khô sơ nha, gãy rồi nhuộm nha, rồi những ai mà dùng nhuộm nhiều nha, uốn nhiều này kia nha, mọi người nên xài cái này. Bởi vì cái dòng này á là nó có trị rụng tóc, nhưng mà cái chính của nó vẫn là cái mà tóc khô sơ này kia nhá. Xài thích lắm nha mọi người nha. Xài, mọi người nhìn thấy hai cái chai này nó khác nhau, màu nó khác nhau á. Khó lắm. Nói chung lại là bây giờ ở bên công ty á, là cái set này này nằm trong một cái set á, là cũng không còn hàng nữa luôn nha mọi người nha. Nhưng mà nếu mọi người thích mua set để mọi người tặng làm quà thì mọi người cũng nói Hà nha. Hà còn có vài set ở đây nữa nha, Hà vẫn còn vài set nha. Chị chào em. Chị chào Ngân Hà nè. Đó, chị Hà vẫn còn những cái set của nó nha. Một cái set của nó thì tức là nó được hai cái chai dầu gội và một chai dầu xả, nhưng mà chai dầu xả thì không có full size như thế này. Chai dầu xả thì là cái chai của nó có chừng 250 ml thôi nhé mọi người nha. Nhưng mà cái chai xả này là nó bằng cái chai này luôn nha, bằng chai gội đầu nha. Nếu mà mọi người thích mua làm quà cái Giáng sinh này kia đấy thì mọi người nhắn cho Hà nha, và cho coi cái set dầu gội này nó có nguyên cái set, còn công ty thì nó hết hàng rồi nhớ mọi người nhá. Đó, có ai nhà mình có ai lấy cái dầu gội dầu xả này cho Hà nữa không? Còn không thì còn không nữa thì mọi người lấy muốn lên cái gì thì Hà lên cái nữa nữa nè, Hà lên nữa nè.
lên cái khác nữa nè, lên nhanh, lên nhanh, xong rồi đầu cái mình xuống nhanh. Ồ đúng rồi, em Lily hả? Ok. Lily. Lily này á, lúc nào chị Hà lên cũng lên ủng hộ chị Hà nè, ủng hộ dữ lắm nè. Chị Hà lên cái khác nhá. Chị Hà đi nhặt đồ lên cái khác này. Nằm lung tung tá lạnh.